Năm mới Phật, hôm nay ở nhà buổi chúc của Thiên Long Sơn, tháng 4 ngày 22 năm 2023. 23 thì rảnh rỗi ngồi đây cuối tuần. Bữa nay trên có cái hãng trồng cây, trồng mấy cái cây bóng mát. Tại là lần trước làm cái là đạo, làm cái lễ mà khai đạo ngày 16 tháng 3, thấy mấy đệ tử ngồi mà nắng quá. Bữa nay mua 5 cái cây bự khổng lồ, mỗi cây 10.000 đô, thì đang trồng trên đó. Rảnh rỗi thì ngồi ở đây. Thì tổng kết lại những cái chuyện sắp sửa có buổi tiệc lớn 30 tháng 4 để mà chiêu đãi mấy anh hùng dân tộc hùng thiên sông núi, cảm tạ các ngài, các chư vị, trong đó vị vua của nước Việt là ngài Trần Đạo nha. Rồi cái đó là có những vị giống như ngài nhiều vị lắm, chị không có tiện nói tên trên này, phải nói tên chưa xin phép không dám nói tên. Thì còn có những ông mà mới vừa chết sao á, chết anh hùng á, cũng là hùng thiên sông núi, thì mấy ông đó thì mình biết rồi đó. Thì năm ông đụng đùng á, ông người ta Nguyễn Quang Nam, Lê Văn Hưng, tướng hai, Nguyễn Văn Hai hả? Với ai nữa ta? Cẩn hả? Cái gì Cẩn? Cẩn đại tá Hồng Ngọc Cẩn. Hồng Ngọc Cẩn thì đại khái những anh hùng đó, thì có mấy lần thì cũng có giao tiếp, thì mấy ổng qua bển không còn làm tướng nữa, mà mấy ổng qua bển này làm lính rồi. Làm lính của ông ở dưới tướng của ngài Trần, ngài Nguyễn Công Trực. Ngài Nguyễn Công Trực giống như bộ trưởng bộ quốc phòng vậy đó của Việt Nam. Còn ngài Trần Đạo thì mình ví giống như bác Nguyễn Phú Trọng mình giờ vậy đi, đại khái. Rồi dưới đó có những vị khác khác nữa, đông lắm. Thì Kiệt tiếp xúc hết mấy vị, thì Kiệt biết như vậy. Thì 30 tháng 4 thì Thiên Long Sơn đầy cái sân sẽ đãi buổi tiệc. Cảm ơn các ngài đã lo cho con cháu nước Việt gần mấy năm, 7.000 năm tới ngày hôm nay. Có những vị rất là xa xưa, giống như ông Sơn Tinh Thủy Tinh đó, là ông thần núi Ba Vì thì cũng có tiếp xúc. Rồi ở dưới nước thì có thái thượng hải quân, ông giống như là thủ tướng của dưới nước vậy đó, nghĩa là hai cõi luôn, cõi mặt đất và cõi dưới nước. Thì cõi nào thì cũng chung hết, cũng là lo nước Việt. Như Hoàng Sa Trường Sa là của mấy bà chị lo, là Thủy Công Thánh Mẫu là người ở bên Phú Quốc á, ta thờ mấy cái miếu lớn lắm đó, thì Thủy Công Thánh Mẫu ở Phú Quốc. Rồi đứa con gái Úc thì đang ngồi sau lưng rồi nè, đẻ cho hai nhóc ở sau nè để nói chuyện. Rồi còn bốn bà chị, trong đó có ông bà chị là trong kinh Pháp Hoa đó, có nói bà chị này là Long Nữ. Long Nữ là trong kinh ngài Văn Thù Sơ Lựa Sơ Lợi á. Việc đọc kinh này mười mấy hai chục năm rồi, hôm nay bây giờ chính trị nhiều quá, về kinh điển nó cũng hơi sao lãng. Để khi nào mình kinh điển là kinh điển không á, mình nói chuyện đạo đạo không. Còn giờ mình đang ở giống như mình đang bữa thì ăn chè, bữa thì ăn xôi vậy đó, bữa nào ra bữa đó. Thì bữa giờ ăn bữa nay bữa khác, thì mình chỉ nhắc sơ sơ thôi. Thì Long Nữ đó 8 tuổi thành Phật, thì bà chị thứ ba của mình. Bà có cái tên nhưng mà Kiệt không có nói chuyện đây được, tại Kiệt có tiếp xúc nhiều lần với chị. Chị cũng thường vô nhà Kiệt để mà gia hộ với mấy nhỏ trong nhà Kiệt, mấy chị dị lúc nào cũng đầy. Rồi đó là ngày Văn Thù Sơ Lợi.
của Kinh Pháp Hoa có nói, thì tặng cho được Phật Thích Ca thọ ký thành Phật lúc 8 tuổi. Tại vì nghe là có nhiều phụ nữ khó thành Phật, nhưng mà người này phụ nữ thành Phật, thì lúc thành Phật là quá thân nam thành Phật, thì đó là có long nữ thành Phật. Thì bà chị thứ ba. Rồi mình biết được nhiều chuyện nữa, mà này kinh điển không có nha, Tam Đại Tạng Kinh cũng không có. Phật Thích Ca ở có một lần làm vua trời Đế Thích ở tầng thứ tư, có tên là Diệu Nhãn, còn ở trên trời kiệt tên là Thiên Nhãn. Cho nên là bữa mấy vị ngồi ăn tiệc cái bàn qua bàn lợi vụ nhãn nhãn, tức là mình với Phật Thích Ca cũng có cùng cái tên đó, nhưng mà trong kinh không có nói vụ này. Rồi lúc ngài trở lại cái trái đất này lần thứ hai á, là đầu thai là hành là ngài Liên Hoa Sanh ở bên Tây Tạng, đó là cũng là Phật Thích Ca. Thời nay của mình, thời tận thế, thời Phật Di Lạc, dấu này là của Đức Thầy, là của Phật Di Lạc nha. Thì tất cả những vị mà tiền sử ngày xưa lập tất cả các đạo đều tái sanh hết. Trong đó có ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Pháp cũng hiện giờ đang đầu thai làm người Việt, nhưng mà không phải là nguyên thần, chỉ là giống như một cái chiếc thân đầu thai vô thành ra thân người. Thì giống như dạng như Kiệt vậy đó, chỉ có 1% của cái chiếc thân của Kiệt thì đang ngồi đây, còn 99% chiếc thân này nó đi lung tung ở trên trời, gửi đi những hành tinh khác. Thì Kiệt cũng thường nói vụ này, thì mấy vị kia cũng y như vậy, chứ không phải là nguyên luôn. Vào cái thời đại này nó nhiều cái rất là ly kỳ và rất là hay, mình mới gọi là phong thần hai. Phong thần hai, rồi tại sao mình nói chuyện hơi đạo đạo bữa nay, tại sáng tự nhiên có mấy cái đài tin tức nó nói Putin tự nhiên bữa nay mở ra bí mật, nó chứa xô người da đen đó tào lao, nó muốn gạt thế giới, muốn làm cho nước Mỹ này giữa da trắng với da đen náo loạn. Chuyện đó không bao giờ có. Thầy Kiệt ngồi Kiệt hỏi chuyện với mấy vị đàng hoàng, nó không có. Chúa Giêsu cũng phải người da trắng, cũng phải là người da đen, mà Chúa Giêsu là người ở bên Middle East á, nhưng mà sanh ra ở Do Thái. Mình là tự mình biết chứ, mà tự nhiên nó mình da đen thì hơi vô lý, cho nên mới hỏi là mấy vị nó không có. Putin nói láo, mấy cái đài tin tức ngoài nó không có biết, nó nói qua nó lại làm cái tuyên truyền giùm cho Putin, thì nó muốn làm cho thế giới này náo động. Đó là mưu mô của quỷ nó vậy đó. Ở trên trời mấy vị mà mỗi lần đi về Thiên Long Sơn mà dạy dỗ Kiệt hay tiếp chuyện Kiệt á, mấy vị nói là cái trái đất này nó đen kình kỉnh nè, trượt không, trượt có nghĩa là khí âm nhiều á, cho nên con người á nó hận thù và thích hiếu chiến, vẫn còn tiếp tục hiếu chiến và hận thù. Trong những ngày kế tiếp nó còn nhiều chuyện sôi động lắm. Mình là người Việt thì Kiệt lo cho nước Việt, tại cái màn này đang đóng phim ở Việt Nam. Thì phim của Việt Nam thời nay á, những cái tháng, những tuần kế tiếp á, nó sẽ có những chuyện này nha quý vị, sẽ để ý. Kinh tế sẽ tệ hơn và càng ngày càng tệ hơn. Rồi sau đó nó sẽ có một cái bệnh nữa, bệnh bữa tuần rồi Kiệt có nói bệnh mà. Rồi kế tiếp, rồi khổ nữa, đói khổ. Đó là gì? Người Việt Nam còn chửi Kiệt nhiều quá, cho nên chưa có xả hết cái nghiệp, chưa biết mình đang ở vào thời đại nào. Họ chưa có chịu quay đầu, chưa có chịu tu. Phật tử còn vẫn không tin Thượng Đế, vẫn không tin cha mẹ, vẫn không tin cái dấu hiệu này. Thì càng nhiều người mà bị những thầy quốc danh thời nay lôi cuốn á, mà chạy theo giống như theo ca sĩ vậy đó, thì là lọt sổ hết, thì làm cho cơ vận càng bị trễ thêm. Đó là trên nói vậy. Cho nên nhiều người bây giờ chỉ có thống nhất quay đầu với cha mẹ Thượng Đế, với Đức Thầy, thì là lẽ thôi, là nước Việt bớt khổ. Thì mọi tất cả mọi nơi mọi miền và
điều kinh tế, tiền bạc và bệnh tật nó sẽ qua. Tại vì nhiều người khấn, nhiều người tin, nhiều người khấn thì sẽ là qua. Chứ không phải là truyền đạo nha, cái này là lời thật, dân nói vậy đó. Còn ma quỷ nó mặc áo vàng, cạo tóc, nó kéo con của cha mẹ đi sai đường. Cho nên một số người chẳng những còn không có chịu khấn cha mẹ, mà còn phỉ báng cha mẹ, còn phỉ báng kiệt, phỉ báng thiên tâm, thì nó càng tệ hại thêm, thì nó là cái sự khổ với cái sự chết chóc nó còn kéo nhiều hơn. Một cái nhóm đệ tử thiên tâm ở bên Mỹ này thì cũng đông á, nhưng mà đâu có bằng 100 triệu người ở bển. Càng nhiều người, nhiều cái đuốc, thì mình tự, mỗi chúng ta phải tự soi đường mà đi. Mình tu Phật, theo mấy thầy thì cũng vẫn theo, mà thầy nào giỏi kìa. Chứ còn chạy như là coi show ca sĩ rồi hết thích nhập từ, rồi tới thầy này, thầy nọ, ở trên mạng, tiền tiền, bạc bạc, tối ngày. Rồi chuyện quan trọng là không lo. Bữa anh có hút hàm cậu đây chưa? Mất điện rồi đây, để em coi. Anh có hút hàm đây chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ muốn hút hàm này luôn. Hả? Hút hàm này. Sao bữa anh không kêu nó hút luôn? Trời ơi trời. Làm việc thôi mà cứ... ngồi nói chuyện, cũng đang nói chuyện quyết, cũng đang lo cái này. Giống như người ngộ á, bạn vô làm hết, làm cái nhắc cái nhắc, còn dư tiền lắm đó ta. Trên người ta đang trồng cây á, nó ồn ào lắm, bụi. Tập trung đây đi con, trên kia ở dưới này, hai bên này nè, muốn đây dưới nào cũng được. Ngồi đây đi. Ở trên nhà hội trường có điện không? Nó vô cái bóc nào. Nó đi cái dây đằng sau. Cái gì đây đằng sau nó xuống nó vô cái nhà bên trong rồi. Nó cái tùy duyên đi, có cũng được, không có không sao. Tôi dễ lắm. Sao? Có vô gì? Ơi, nhiều người muốn gặp, ai có duyên gặp thôi mà, đâu có gì đâu. Đưa cho con. Thôi rồi rồi, được rồi, có duyên gặp. Mình thuộc dạng thì duyên thôi. Chứ giờ đông người muốn gặp quá, đâu phải còn phải lo đi kiếm tiền đổ xi măng trồng bông trồng cây rồi nữa. Còn rảnh rảnh lên đang ngồi mấy nói mấy câu rồi bỏ lên mạng vậy, nhắn nhủ bà con rồi vậy thôi, cứ đâu phải là đi tiếp khách hay là tìm lợi lộc gì đâu. Thí dụ như người ta nổi tiếng, người ta đi mỗi thành phố chỉ cần một người thôi là người ta làm được một cái buổi nói chuyện lớn rồi đó, là thâu quỷ vô vài triệu như chơi vậy đó. Giống như mấy cái nhà mà
ngồi chỉ hít thở thôi á, là mỗi cái là mấy triệu không. Còn mấy thầy cũng vậy, trước khi đi cái in giấy như là ca sĩ cả mấy tháng, và mướn một cái chỗ rất là rộng náo nhiệt vậy đó, rồi cái là thu được cả triệu vô. Nghĩa là mỗi lần mà mấy người đó mà đi nói chuyện là gom tiền nhiều lắm, còn mình nói chuyện kiểu này chai nước bây giờ cũng không ai mời nữa nè. Thôi bô lão mà lấy nước cho tôi là tôi tổn thọ. Bô lão ngồi xuống, mấy nước nhỏ nhỏ thôi. Hôm nay có nhưng mà nước nước kia là nước mà loại nước nóng để cho nó nước sôi kéo đờm kìa, chứ không phải nước này. It's ok. Tại nó ngồi cái kéo đàm cái cần cái nước nóng cho nó hạ xuống. Mình đơn giản như đang giỡn nhưng mà là thiệt á quý vị. Vàng thiệt á không có sợ lửa. Vàng tức là vàng, thao tức là thao. Thì mình tuân lệnh của cha mẹ đưa với thức thầy đưa ra cái đạo này thì cho những người có hữu duyên hữu phước. Nếu mà nước Việt á cần một số lượng rất là đông mới giải được, mới cùng chung chúng ta á, giống như thuyền nó đang bị chìm phải không, thì một người tát nước không có được, phải 100 triệu người cùng tát để mà lên thuyền Bát Nhã. Chứ còn có một số người 1/4 hay là 10% á, ít quá. Nên nước Việt vẫn còn nạn hoài. Chạy theo mấy thầy quốc danh mà như chạy theo ca sĩ vậy đó, rồi mấy ổng là bảo đảm là nói triệt tà, mà người nào nói triệt tà là người đó là tà. Đúng không? À, quý vị cứ suy nghĩ vậy đi. Xôi bụng mình ra bụng người ta, thì biết cốt của tất cả mọi người hết. Nhưng mà kìa không có nói thôi, họ không có giúp gì được nhiều trong cái thời đại này. Họ chỉ gu ngủ, ầu ơ dí dầu, cứ gu ngủ thôi. Chứ còn họ không có biết là chuyện gì sắp xảy ra nữa. Thì từ người này lên rồi cái xuống. Hồi thời xưa những giống như kiểu gió Yên vậy đó, qua Mỹ cái là mấy chục nghìn người lại ổng như là lại Phật. Học biết bao nhiêu bài học rồi, Việt Kiều học quá trời học, mà học hoài học không thuộc như đạo Phật. Cha mẹ thấy cái trái đất này đen kịnh kịnh, trượt nặng quá. Trượt nặng cũng giống như chúng ta 8 tỷ người ở trong cái chuồng heo chuồng gà, hôi hám bực bội thiếu thốn đủ thứ, thì thành ra người nào cũng nóng nảy sân si. Putin thì nóng, Trump thì nóng, Biden thì nóng, Tập Cận Bình thì không ưa bắt chậm, đại khái cứ ghét qua ghét lại giận nhau hoài mệt quá. Từ từ sau này khi mà cái chất đất này nó không còn cái không khí hôi hám ô trượt nữa, nó trở lại trong lành, thơm thoa, thì có người tự nhiên ai cũng vui, ai cũng cầu sự sống, không có ai mong chết. Chúng ta mang thân người đó là đại 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 phước, cho nên tất cả các vị Phật, vị Bồ Tát, những chư thiên từ những và những cái người tiền cổ của quả địa cầu này mấy chục nghìn năm, hôm nay tất cả đều đầu thai trở lại hết để mà có một cái cơ hội cuối cùng lập công với cha. Cha là đấng tối cao của vũ trụ nha quý vị. Phật chỉ là một giáo sư, nãy kìa có nói. Phật Thích Ca ở tầng trời thứ tư thời xưa thì có cái tên là Diệu Nhãn, còn kiệt tên là Thiên Nhãn. Tại bữa hổm để tiệc mấy vị đứng rồi nói chuyện, đem cái tên của mình ra rồi nói chuyện gì đó. Chứ không phải mình dám so sánh với Phật nha, Phật là thầy giáo. Nhưng mà trong kinh điển của Phật giáo, đạo Phật không phải là đạo nha. Nhiều người cứ nghĩ đạo Phật là đạo, không có đúng. Đạo Phật là một cái triết lý để cho tất cả ai thích học cái triết lý này. Chứ Phật cũng đâu nói Phật là giáo chủ. Phật chỉ là ta thành Phật trước, các ngươi sẽ thành Phật sau. Nhưng mà sau đó, khi mà ngài Sron Champo là một cái tiền thân của Kiệt á, đem đạo Phật vô, thì thời đó Phật Thích Ca, ngài cũng có trở vô nước Tây Tạng. Ngài đóng vai là Liên Hoa Xanh. Đó, thì trên nói cho Kiệt biết là vậy. Tất cả những người mà tiền cổ đó hôm nay đều có trở lại hết. Cả ngày một kiện liên cũng có, đang mang thân người
một đứa bé đang ở đâu á, bên Việt Nam, nhưng mà ta bên Việt Nam rất là đông, nhưng mà hiện giờ chưa xuất hiện. Đợi đến ngày mà hội anh tài á, thì mọi người sẽ xuất hiện cùng một lúc. Kiệt biết là như vậy, mà chỉ có mình Kiệt được phép lên cái này nè, chót gần năm 2018 tới giờ, chót để mà giống như đánh chuông đánh trống để cho mọi người quay đầu và cho nước Việt sớm đón tiếp một vị giáo chủ mới, Phật Di Lặc ra đời, cho một cái xã hội Việt Nam mới không còn bệnh tật đói kém thua súc, bị thế giới cười rồi đi đâu ta, đi làm nô tài hả? Đi làm nô tài thế giới chứ đâu phải đi học nghề gì đâu. Mấy đứa nhỏ tội nghiệp đi lao động, tức là đi làm nô tài chứ gì. Ngày 30 tháng 4 thì núi này đãi buổi tiệc để mà tạ ơn tất cả những anh hùng dân tộc, rồi những không có phải là buổi lễ rất nghiêm trang, nếu mà đông quá nó sẽ làm hư, tại vì tiếng nói và tiếng đi rồi á, thì khi mình lên nhang rồi á, mình đốt nhang rồi á, cả triệu các chi vị đứng đầy sân ở trên đó, mình không có được đi. Và đồng thời tất cả phải ngồi im lặng, chứ mình không có được nói chuyện nữa. Còn nếu mà nói chuyện nó sẽ làm ly bất kính. Cho nên hôm đó lúc mà trước khi lên nhang thì sao không được. Khi lên nhang là Kiệt sẽ mời một số người, một là đi vô hội trường ngồi đọc kinh hay làm gì nghe. Cho tất cả các vị thì đang đứng ở ngoài sân hay đi mấy trên mấy cái con đường á, thì mình không có đi đụng vô họ được, tại vì thân người của chúng ta rất là ô trược hôi hám, phải không? Mình ngồi gần mình chịu không nổi, huống chi chư thiên gần mình, sao chư thiên chịu nổi? Cái gì cứ suy nghĩ đi. Thì hôm đó là vậy, cho nên hôm nay nói trước là mai mốt đừng có để làm hư cái buổi lễ nha. Rồi ai ở đâu thì cứ ở đó, cứ khánh ngày 30 tháng 4 thì khoảng 1-2 giờ chiều gì đó của Cali á, thì là lên nhang ở đâu cùng cái thời điểm đó, thì cùng lúc khánh cho thế giới bất bệnh tật, mai qua chiến tranh, mọi chuyện trở lại, đời sống trở lại bình thường giống như những năm 2015, 16, 17, những năm trước vậy đó. Tại vì cơ trời si chuyển đến ngày hôm nay đã 6-7 năm rồi. Đến khúc cuối, càng cuối chừng nào chúng ta càng đuối sức chừng đó. Ở Việt Nam bây giờ quý vị thấy không? Nhà bán không ai mua, máy mặt tiền đóng cửa hết. Một cái thành phố Sài Gòn náo nhiệt cực kỳ ngày đêm, không mà hôm nay á, trời ơi nó quạnh tanh, không biết mấy cái phòng trà ca nhạc đồ còn ca nữa không. Chợ Bến Thành rồi chắc thế, khách sạn rồi đóng quá trời. Đó là gì? Chúng ta không có biết tu á, chúng ta biết tu á thì có khổ cũng đỡ. Cuối cùng Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần, nước Mỹ sau này sẽ thống trị cái trái đất này một thời gian để mà tiếp tục cho đến khi nước Việt cường thịnh. Hôm nay ai mà còn tin nghe hay là tin Trung Cộng nữa, người đó thiệt sự là mình dùng chữ vô minh thì nó hơi nhẹ ta, mình dùng chữ gì cho để cho ta dễ hiểu. Tại vì bữa mình giải thích rồi, thằng ăn cướp vô nhà băng á, nó lấy cướp tiền, nó giết chết người, nó ở tù chung thân 4-50 năm, cái đó không phải là vô minh, cái đó chỉ là ngu muội nhỏ nhàng thôi,
Tại vì một đời người mà ở tù rồi xả cái nghiệp thì không sao, tức là đền tội. Còn mà vô minh mà coi trời bằng dung á, cái đó là ít nhất á, là phải đi vào ở bóng tối khoảng 5-10 nghìn năm. 5-10 nghìn năm để chờ cho cái thời đại mà hung dữ trở lại á, thì họ mới xuất hiện trở lại. Tại cái thời đại vàng kim trong tương lai á, nó không có người xấu nữa. Tại vì người xấu á, 100 người mà làm chuyện tốt, chỉ cần một thằng làm xấu thôi là nó đập. Cũng giống như nguyên cái hai cái tòa tháp của Mỹ, người ta xây biết nhiều người xây dựng, chỉ có thằng điên điên lái phi công vô đụng cái sập á. Thì trong thời đại vàng kim không có mấy cái vụ này nghe quý vị. Nên những cái người mà cái tâm không có vững á, thì hôm nay gán chỉnh lại thì còn ở lại được thời đó. Còn Phật tử tu cà gù cà gật nghe mấy ông thầy quốc danh chạy như chạy xô ca sĩ vậy đó, thì sau này cũng sẽ lọt sổ hết. Tại vì ổng đi dưới cầu nhiều lắm, kinh Phật có nói. Còn Phật tử cà gù cà gật thì đi theo hộ xuống dưới cúng dường ổng, xuống dưới cúng dường tiếp. Tại vì mình làm hư thầy, hư mình luôn, cả hai mà mình không biết. Còn những vị thầy mà thứ thiệt á, không có ai lên mạng hết, chỉ biết là vậy. Ít, có nhưng mà ít. Người ta ngồi một chỗ người ta tu, tại cái thời này thời danh thời lợi mà. Mỗi một người mà đi á, là nó phải có cái ban bệ marketing, internet, rồi YouTube, rồi Facebook làm tùm lum hết. Là cả mấy chục người như vậy. Việc này chỉ có cái điện thoại có mấy trăm bạc với cái cục này thôi. Cục này bữa mua 100 đồng hai cục. Xong. Tới ngày hôm nay 4 năm trời. Tới ngày hôm nay cũng vậy. Không có ban bệ, không có gì hết. Nhưng mà lời thật, việc thật. Ai hiểu thì hiểu. Thì được cha mẹ thương. Còn ai không hiểu thì chờ xem. Nhỉm cười thôi, đừng có cười nhe răng nghe. Hỏi gì cười. Nhỉm cười thôi. Còn chửi mình thì cái việc chửi thoải mái. Nhưng mà chửi 3 lần đó mình xin được 3 lần. Lần thứ 4 mình xin không có nổi. Lần thứ 4 là ẹt rồi đó. Mấy gì cho đi rồi đó. Việc sẽ có kinh tế tệ hại thêm, càng ngày nó thu nhỏ lại, nhỏ đến khi nào mà cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng mà treo lại Dinh Độc Lập á, thì lúc đó đó cái lá cờ đó mới đem đô la, mới đem kinh tế, mới đem 6 triệu chim hiền, 6 triệu Việt Kiều về để mà giúp. Còn bây giờ thì ai nghe thì cứ cười đi nghe, cười vụ này cười nhỏ nhỏ thôi. Mình mục đích mình chỉ là đưa ra cái đường hướng thôi, nó là thiệt. Xưa giờ 4 năm được lên mạng nói biết bao nhiêu chuyện trên thế giới, không có gì nói chặt hết nha quý vị, 95%, 98, 99 là trúng hết. Thì nước Việt sẽ thay đổi cực kỳ màu nhiệm. Ở ngoài Bắc á, thì không có tin là Đức Huỳnh Phú Sổ là ai, không có tin Đức Phật Thầy Tan là ai, không có tin ông Sư Giải Bán Khoai là ai, không có tin Đức Phật Chùm là ai, không có tin Đức Bổn Sư là ai, nhưng mà tin ông Chặn Trình đúng không? Thì ông Chặn Trình không có nói bất chiến tự nhiên thành. Bất chiến tự nhiên thành không có nghĩa là riêng nước Việt nha. Tại vì kiệt họp với mấy vị hoài á, kiệt hiểu là nó cho cả thế giới. Giống như bây giờ á, thằng Nga mà đánh cái thằng nhỏ xíu, con voi đánh con kiến, đánh con chuột mà đánh hoài không thắng. Từ đầu việc nói rồi, càng đánh càng thua, phải không? Rồi thằng Trung Cộng á, là chỉ có là đồ vàng mã, là hù dọa, cứ bay qua bay lại hù dọa, phải không? Còn cái thằng Uẩn á, thì càng chết nhát nữa, đồ của nó đâu có đánh, bắn là bắn mẹ đi không? Cứ bắn qua bắn lại đói thì cứ bị người ta suối thì bắn. Cho nên mấy thằng này nó chỉ hù thôi. Còn mấy thằng Mỹ á, khôn lắm. Tại Mỹ là có điển điển thanh vô cái đầu của đảng Cộng Hòa mà. Khôn.
cho tụi mày làm trò hề đi. Tại tao đánh cái bao tử cho mày chết, chứ tao hỏi tao đánh tao thôi vô mặt cho mày sưng mặt để làm gì? Tại sưng mặt á, người không có chết, nhưng mà bao tử nó đói á, là tự động là nó ra đầu hàng à. Giống như quý vị đi đi bắt chuột đúng không? Quý vị ung khói cái cho nó trọng nó đói nó bò ra thôi. Thì bây giờ á, cái khói tự do, cái khói NATO á, người ta cũng chơi cái trò đó, người ta cũng làm vậy. Nghĩa là để cho mày đói, để cho mày bệnh, để cho mày không còn con di mạch để mà sản xuất bất cứ gì hết, rồi tự động đầu hàng. Thì gọi là bất chiến tự nhân thành. Những cái nước lớn Trung Cộng nghe tự nhiên sụp đổ cái một. Thì cái chiếc xuồng con Việt Nam như chiếc xuồng con nha, mình không có kể trong cái vụ này. Thì mấy vị nó không có liên quan gì tới cái thế giới chứ. Tại yếu xìu đâu có nhầm nhò gì. Mấy người kia ngã là ngã theo thôi. Chẳng lẽ bây giờ nghe Trung Cộng sụp trường nước cộng sản duy nhất trên thế giới hả? Bây giờ coi lại đi nghe. Cho nên anh Thưởng, bác Trọng rồi cũng phải suy nghĩ một chút xíu vụ này á. Trung Cộng sẽ chia 5, sẽ 7. Ai muốn cá nhiều kìa cá 1 triệu. Một đồng ăn 1 triệu kìa cá đó. Cơ trời á, không có ai cãi được cơ trời. Nói cái này á, clip này cái bị sốc nữa. Đồng ăn 1 triệu, Trung Cộng chia 5, sẽ 7 bị sốc. Nó là thiệt đó. Đây ngày Đạt La Đạt Ma, ổng có nói. Đời này ổng sẽ trở về lập lại nước Tây Tạng nữa. Trên thế giới có hai người cùng ước nguyện giống nhau, đó là mình với ổng. Nhưng mà mình thì còn trẻ hơn ổng 30-40 năm mà. Cho nên ổng là sau này Nội Mông, Tân Cương, Hồng Kông nữa. Khi mà cái con Covid thế giới mà moi ra, lỗi của Trung Cộng rồi. Thắng thì vua, thua thì giặc đúng không? Hôm nay bắt đầu quý vị thấy bao nhiêu chuyện mà Kiệt nói á, nó không phải là cộng sản hay quốc gia hay là Trung Cộng hay Mỹ, mà nó là giữa hai cái thái cực ở trên trời á, đó là thiên ma và thiện thần và ác thần. Thiện thần chiến đấu với ác thần, là hai cái thái cực đang đấu với nhau. Khi xuống trái đất này nó cũng giống nhau, đạo cũng vậy, chánh đạo và tà đạo. Chánh và tà thì đạo với chính trị đều giống giống nhau hết. Đạo là muốn cho con người tốt thì về phần thiện thần, còn bên tà nó cũng có những cái đạo tà của nó, bùa ngải thư ém rồi vậy. Chứ giờ những người tà, mấy ông thầy tà, mấy ông thầy quốc danh, mấy ổng đâu có thể nào mấy ổng nói là mấy ổng tà được. Ổng phải mượn danh của bên chánh, tức là mặc áo vàng, cạo tóc, để mà mấy ổng làm được những cái chuyện kéo thêm nhiều dân số xuống dưới cầu với ổng. Thì đó là sự thành công của những người đó. Bữa nay mấy gì họp nói thêm chuyện nữa, giống như ở bên đạo bên Ấn Độ, đạo Hindu, Shiva với này nọ. Thì mình biết thì cũng là con của ông trời sáng lập, mình chỉ nói vậy thôi nha. Tất cả những cái đạo mà lập ra trên cái địa cầu này đều là con của Thượng Đế lập không. Còn những gì lỗi lạc thì chỉ là thầy giáo hay là quân sư rồi đấy thôi. Thì
bao nhiêu cái đạo trên thế gian này đều là đa số là như vậy đó. Hôm nay cũng vậy, ngày xưa cũng vậy, 2000 mấy trăm năm trước cũng vậy. Bữa nay Putin bà Đặt nói mình đó là lai Africa da đen tào lao, không có, mình không lẽ mình không biết mình là ai, cho nên hôm nay tức cười cho đó. Tại vì sáng họp với mấy vị rồi, mấy vị có nói đó là mưu mô của Putin để chia rẽ nước Mỹ, chứ mình rõ ràng mình sanh ở Do Thái thời đó chứ đâu phải là bên Africa đâu. Thì bây giờ kinh tế nước Mỹ cũng đang xiển điển, sắp sửa lên tiền lời nữa. Lên tiền lời thì lúc đó nhà cửa sẽ bị nhà băng trực thâu, dân sẽ khổ thêm. Còn cái xăng dầu của Mỹ này á, giống như nó đang xài cái vỏ xe phụ vậy đó. Mỹ nó không có lấy cái dự trữ xăng dầu ra xài, nhưng mà hôm nay nó phải đem dự trữ xăng dầu của Mỹ ra để mà xài, để mà cho cái giá nó đừng lên cao. Mọi nơi khắp cả toàn cầu này ai cũng mong chờ ở một sự nhiễm màu để mà đưa nhân loại vào một thời kỳ cực thiện, không có hận thù, không có chiến tranh. Hận thù chiến tranh là bất công, đúng không? Một bên á, thì ai làm giỏi, ai có trí tuệ thì người đó khá. Còn một bên á, thì làm biến mà lại muốn hưởng bằng với nhau, tức là hai cái lý tưởng khác nhau. Nghĩa là xã hội chủ nghĩa đó, thằng giàu cũng như thằng nghèo, thằng nào cũng như thằng nấy, thì cái đất nước sẽ phát triển. Còn ở Mỹ này, những xứ tự do thì người nào học giỏi thì người đó làm được lương cao, thì nó có sự công bằng ở chỗ đó, luật pháp đâu rõ ràng đó. Còn nếu mình nói về chuyện là người tâm linh, chuyện nói về phần tâm linh, chẳng lẽ một con chuột nó vừa đầu thai lên, một chư thiên ở trên trời làm gớt chén ngọc cái bị đọa xuống, cái hai người, hai cái trí tuệ khác nhau, rồi phải sống chung với nhau, rồi phải thua con chuột, tại con chuột lúc nào nó cũng mánh mung rồi đi ăn trộm ăn dụng. Còn chư thiên người ta giàu sao xuống thế gian, người ta cũng còn cái bản tánh rất là hiên ngang, đúng không? Thì về thần hồn là như vậy. Cái quả địa cầu này ngũ thú đồng cư địa, tức là dưới địa ngục vừa lên địa ngục là mình biết nó sống làm sao rồi đó, quá trời khổ, không toàn là lửa với bóng tối không, rồi ăn tươi nuốt sống ở dưới. Còn thú cũng vậy, quý vị thấy coi phim mấy con thú, mấy đại gia sau này đầu thai thành thú á, thì cũng giành nhau xé xác giật nhau, chắc chắn là sẽ đi vô làm thú đa số. Sở thú kỳ này bề trên làm lớn lắm, để dành cho những đại gia sân trước sân sau á. Cái tánh thú mình sẽ đầu thai thành thú, rồi tiền thì không có mang theo được, mình chỉ trả bằng cái thịt của mình. Lúc đó mình làm con sư tử thì mình đi cắn mấy con nhỏ cũng là khổ, tại đó bụng phải đi ăn thịt mấy con nhỏ. Rồi cái hết cái đó là cái phải trả nghiệp lại cho con nai hay con trâu gì đó. Thì lúc đó đó mình phải đưa thịt mình để cho người ta cắn lại. Cứ là chịu cả ngàn lần đau đớn, ăn xé qua xé về vậy đó. Đó là những người ăn trên ngồi rồi hôm nay mà không có hiểu về tâm linh là như vậy. Mang thân người ở trên nói kiệt nghe này hoài à, rất là khó. Những chư thiên xuống thế gian này cũng vậy, rất là muốn tu cho lẹ, tại cái thế gian này nó quá khổ, nó như một cái nhà tù.
Cái thế gian này đúng là một cái nhà tù nha quý vị. Nó không phải là thiên đàng như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái nhà tù này á, mà mình biến thành thiên đàng, là từ cái tâm mình phải biến. Đó là mình biết nó là vô thường. Cái gì của mình là của mình. Mình không bao giờ làm những gì mà có lợi cho mình mà có hại cho người. Đó là quy tắc đơn giản thôi, người làm ăn á. À, hãy mà lên phần lợi của mình mà có hại cho người, đừng bao giờ làm. Chỉ đơn giản thì nó sẽ thành thiên đàng. Là gì? Tất cả những đồng tiền từ ngày mà mình bước ra đời, mình làm ăn, lúc mà đi học ra trường á, cho tới về già đó, mình có tích lũy cái nào mình xài cũng không có hết nữa. Rồi mình đừng có để những cái lúc mà mình về già mình hối hận. Mình nằm trong giường bệnh rồi mình hối hận. Tại vì mình lo cho con mình mà ai về đâu nữa, lớn nó bất hiếu với mình. Nó làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Rồi tiền của mình, tức là mình làm ra được cái đồng tiền đó là không có đúng chánh nghĩa rồi. Cái mình lấy tiền đó mình đưa cho con mình, cái thằng con mình nó xài là nó đã tùy tội rồi đó không? Tại tiền đó của đằng nào chủ của bá tánh, của ăn hối lộ hay của này của kia. Rồi cái sau đó cái là nó còn bất hiếu ngược lại mình đó. Tại vì cái tâm không tốt là nó không tốt với mọi người, là không tốt với cha mẹ nó luôn. Tại nó thấy cha mẹ nó không biết tu, dĩ nhiên nó đâu biết tu. Có phải là mình hối hận không? Mình thứ nhất, mình ăn hối lộ của dân chúng là mình bị tội rồi nè nghe. Mình lấy tiền mình đưa cho con mình, con mình nó quậy là nó bản thân nó xuống địa ngục rồi đó. Mình đã địa ngục là mình không nói. Cái đưa bản thân con của mình đi địa ngục. Rồi đến sau này cái mình về già, cái mình xịt tỉnh lại thì là cả cha và con đều xuống địa ngục hết. Thấy tiếc không? À, nó là thiệt là vậy đó, không phải hù đâu. Giờ cuối tuần rảnh rảnh ra đây ngồi nói chuyện vu vơ nè, ông nhìn chim nhìn cò rồi cái nhìn bụi trúc nói chuyện vu vơ vậy, cũng có cái mặt lên nói chuyện nha. Tại vì mỗi tuần chị sẽ cập nhật tin tức từ thiên đình xuống cho quý vị, nhưng mà đâu phải tin tức của thiên đình nó có hoài. Mấy vị đã nói cái hướng mình thì mình cứ nhắm hướng. Chuyện nó sẽ như vậy là nó sẽ như vậy. Đói sẽ có đói. Kinh tế Việt Nam khổ sẽ khổ thêm có. Thể chế chính trị bắt buộc phải thay đổi cực kỳ nhiệm màu. Bất chiến tự nhân thành là cờ vàng cờ đỏ sẽ về nước Việt. Đó là thiệt. Còn bây giờ thì mình nói thì có nhiều người người ta không có hiểu. Người ta còn ôm bụng cười, người ta còn chửi là bố láo ba que. Thì giữ cái chữ câu lại đi, mình không có bố láo, mình chỉ định hướng cho quý vị thôi, để đến ngày mà sau này quý vị sẽ hiểu. Có một điều mọi người nên nhớ nha, Kiều không phải người phạm, Kiều không phải người thường. Kiều nói lời nào 95-99% là trúng hết. À, mà không phải Kiệt là chấm cộng nha, Kiệt là mới hàng. Nếu về mặt đời Kiệt là mới hàng, còn về mặt tâm linh Kiệt là lo cho nước Việt, mang nhiệm vụ của cha ấy, của chư Phật xuống, của Đức Thầy lo cho nước Việt, để mà đem một cái đạo mà thống nhất thế giới trong tương lai, cho nhân loại có sự sống hiền hòa hơn, hòa bình hơn, gọi là thời vàng kim á, Long Hoa hay là Thượng Ngân rồi gì đó, thì ngoài Bắc chứ ngoài Trung không có hiểu. Thì mình nói là thời sung sướng đi. Việt Nam thích xài mấy danh từ mạnh mạnh lắm, sung sướng, hưởng rồi gì đó, đại khái. Chứ mình nói Thượng Ngân rồi thì nó không có hiểu. Rồi bên Công giáo, thì xưa lúc mà Chúa Giê-xu ăn hiền ở lành chẳng có cuốn kinh nào hết. Chúa chỉ có 3 năm ra kêu ta hiền lành rồi bị 3 cái đinh xong đi về. Thì cái màn đó rất là ngắn. Nhưng mà đóng phim buồn phải không?
để nhưng mà độ cũng độ được gần quả địa cầu. Hôm nay Chúa trở lại, Chúa cho lên lớp, hey, có linh hồn nghe, có nghiệp quả nghe, có tái sanh nghe. Con người là phải hòa đồng hết, chứ không có phải là ô anh có đạo không, không có đạo, ô ngoại đạo, không có được vậy, không có được dùng tôn giáo mà đi hiếp người ta. Cái nào công bằng cái đó, đi vô những cái khu đất của Phật giáo, ê, phản Chúa, Chúa không có nói như vậy. Không biết ai đặt ra mấy cái điều này, cắt lưỡi hết mấy thằng đó. Thì bên công giáo được lên lớp, vẫn thờ Thượng Đế, nhưng mà và học nhiều kinh hơn, Tam Đại Tạng Kinh tới mấy ngàn, mấy triệu cuốn kinh lận, mà hôm kia có hai cuốn mà, Tân Ước như Cũ Ước, rất là ít. Rồi cái mỗi lần mà vợ chồng có sầu não, cái đi thăng tiến hôn nhân, thăng chừng nào á, vô trong đó rồi về 10 cặp là ly dị hết 10, chẳng có tác dụng gì hết. Nó là gì? Khi một người biết tu, người không biết tu, hai cái điển thanh với điển trược nó không còn hợp với nhau, thì bảo đảm sống chung không có được. Cũng giống như chúng ta có những lúc mà gặp một người ở ngoài đường mà cùng cái điển với nhau á, mình có cảm giác như mình đã quen nhau từ bao đời. Còn có những người mà gần cả mấy chục năm, mình cảm thấy rất là xa lạ, khó chịu khi gần người đó. Đó là vì cái người của chúng ta là nó có cái hào quang. Cái hào quang đó nó không có hợp với nhau. Bữa trên comment có một số mấy người nói sao việc đi đầu đám đông á bù tới, thì trong đó có nhiều người khóc, là vì đó là Kiệt mới nói cái đó. Tại cái bảy dòng hào quang của Kiệt, Kiệt là người đặc biệt có bảy dòng. Quý vị ngoài kia đa số một dòng hai dòng là giỏi. Những vị Rinpoche mà tu có Tây Tạng tu cả đời đó, cao nhất là ba dòng thôi. Mà Kiệt sanh ra là có bảy dòng rồi, hiện giờ đang bảy dòng. Cho nên những người mà gần Kiệt á là bị ma bị trượt tự nhiên cũng được giải nữa, rồi làm cho họ khóc. Từ lúc Kiệt lập cái núi này tiếp đãi cả nghìn nghìn người về núi. Những người gặp Kiệt khóc giống như nít vậy, không biết mắc cỡ với người xung quanh luôn á nghe. Ở đó có. Thì vợ chồng sống nhau cũng vậy, hợp với nhau. Một người, hai người thiện thì sống với nhau được. Tại vì cái hào quang nó ra nó hợp với nhau giống như hai bóng đèn sáng hợp với nhau. Còn tự nhiên cái từ từ cái người giữ người hiền thì người là bóng đèn nó bị lu mờ rồi, bóng đèn đen rồi với bóng đèn sáng. Hai cái gần nhau nó không có được nữa, nó thành ra màu xám rồi sao, đâu có sáng rõ nữa. Vợ chồng cũng vậy, anh em cũng vậy. Những bạn làm cùng cùng chỗ làm cũng vậy, cơ sở cũng vậy. Nó đều có cái duyên nhau hết. Những người hôm nay mà gặp Kiệt á, là đa số là có duyên. Thì họ mong, không phải dễ gặp Kiệt đâu nghe. Cỡ bao nhiêu nghìn nghìn năm Kiệt mới về trái đất này một lần. Chứ còn ngoài kia á, nó có tới tam thiên đại thiên, tới 3-4 nghìn trái đất. Kiệt chiết thân đi đủ khắp mọi nơi hết. Cha xỉa về chỗ nào, làm nhiệm vụ gì thì Kiệt về chỗ đó. Chỉ có thiên tử mới làm được đạo, thì nó mới có 36 tầng trời gia hộ cho cái đạo. Rồi có thiên long bát bộ để mà gia hộ cho đạo. Rồi có tất cả các vị Phật trong tương lai cũng gia hộ với thiên tâm. Chứ không phải ai xuống thế gian mà muốn lập đạo nha quý vị. Phải hiểu cái đó, phải coi cái đó. Cái trái đất này á, nó chỉ là một cái móng tay út nhỏ xíu thôi trong cái dãy ngân hà, trong cái nhiệm vụ của Kiệt làm. Còn hôm nay Kiệt hết ý hết lời, ai muốn hiểu nhiều thì cứ hiểu nhiều. Tại vì cái trình độ của những người mà thấp quá và bị những cái thể chế và những cái tôn giáo mà theo giống như tôn giáo Việt Nam á, là theo tiền với bạc mà của đảng đưa đặt ra đó, họ không có hiểu cái tiếng nói của Kiệt là vì trình độ của quý vị thấp, chứ không phải là do Kiệt không có cách giải thích. Kiệt nói rõ hết luôn á, nói bằng từ cái lòng thật sự, chứ không phải nói bằng văn chương qua Mỹ. Kiệt qua Mỹ này 12-14 tuổi biết gì,
không? Mà hôm nay lên đây nói tiếng Việt cũng được ok vậy, tạm ok. Mà còn bị xỉa xói đủ thứ. Ở ngoài kia, Thượng Đế với chư Phật cũng rất là bận. Các ngài không có phải là chỉ lo riêng ở trái đất này trong lúc này. Ở ngoài kia nó cũng có những cái thành tinh đang tận thế, đang náo nhiệt ở ngoài kia nữa. Nhưng mà mình có phước là tại vì đầu thai vô nước Việt. Rồi mấy chư gì cũng đầu thai theo kiệt để hộ. Tới mấy nghìn người để lập hội Long Hoa mà. Cái hình nó đặc biệt hơn là những cái thành tinh kia. Còn mấy vị mà họp với kiệt nói, những cái thành tinh kia đó, con người quá sân si. Rồi cái trà vũ sổ luôn, cho đi luôn. Rồi có những thành tinh nó tự nó bắn, nó giết nhau giống như mình coi trong phim vậy đó. Rồi sau đó có những thằng hồn đó nó mới di chuyển qua những cái thành tinh khác. Chỉ có riêng ở trái đất này hôm nay là vì ngày xưa đó có người khóc, xin cầu Phật xuống đây sàng lọc. À, xin đi con, người chịu khổ. Chứ còn vũ sổ thì dễ ợt. À, thiện ác nhốt chung một chài, một cái mò chài á, là để mà thanh lọc bằng thằng hồn nó dễ hơn thanh lọc bằng lúc mà mình chết hết. Rồi bắt đầu người nào thằng hồn nào nghiệp phước á thì người nào có phước tái sanh trở lại, người nào không đủ phước thì bị nhốt luôn, thì rất là dễ. Còn này mình không phải như vậy, mình thuộc dạng sàng lọc, cho nên cần phải ra để mà ngồi nói chuyện. Cũng may á nha, 4-5 năm nay á, chót, cũng có một số người á, lúc đầu không có hiểu mình, rồi bây giờ cũng có một số á, nhìn ra được hiểu. Quý vị phải có chánh kiến mới nhìn ra kịp, quý vị phải biết đọc kinh Lăng Nghiêm, quý vị mới có cái tầm sáng mới nhìn. Còn á, mà không có ngồi thiền, không có đọc kinh á, không có nhìn ra được kịp đâu, khó lắm. Những đệ tử họ Thiên hôm nay có duyên mà trên cha với mẹ cho nhận á, là để sau này lo Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang á, rồi khi Kiệt đi theo Đức Thầy á, thì họ có phước. Nhưng mà cũng phải mấy con họ Thiên á, cũng phải ngồi thiền đọc kinh giới thứ 12 thì mới nhìn ra được sư phụ là ai. Còn đứa nào mà giải đãi mà không chịu đọc kinh mà không chịu làm gì hết á, rồi từ từ á, rồi cái chấp tướng rồi cái là sao lãng lọt ra khỏi thiền bát nhã đó nghe. Đừng nói sư phụ không có cảnh cáo à. Nó cũng giống như ngồi trên xe vậy, phải xích bèo. Thì thiên tâm cũng vậy, có 12 giới lực. Cái giới thứ 12 là dễ nhất. Ngồi thiền đọc kinh, mỗi ngày có 1 tiếng 30 phút lại sám hối, thì cái tâm lúc nào cũng sáng. Khi cái tâm sáng thì cái đầu nó sáng theo. Cái đầu nó sáng thì nó không có bệnh tật đau nhức, nó không có bị giải đãi hay lười biếng hay bị stress, nó không có những cái chứng bệnh đó, nó cũng đi theo cái giới 12 nữa. Giới 12 nó giống như là thuốc bổ vậy đó, trị bá bệnh. Trong đó bệnh nhức đầu, bệnh ma, bệnh dụ, bệnh nặng về thể xác, bệnh nặng về bóp LV, bệnh nặng về quần áo modern rồi ấy, diệt tiêu hết giới 12. Ok, nãy giờ có mọi người ngồi đây đông thì tóm lại, làm nó tóm nghe, mà không dùng chữ chốt. Chốt là của bển xài văn chương kiểu lớp mẫu giáo, kiểu Bùi Hiền, mình không dùng chữ chốt nữa, mình nói tóm tắt. Tóm tắt lại, ngày 30 tháng 4, lễ Thiên Long Sơn, người nào ở đâu ở đó, bớt cái qua đây, tại vì có qua không có đông nó ồn quá, thì cái buổi lễ nó yên lắm. Bất cứ buổi lễ nào Kiệt làm, những đệ tử mà gần á, đã hiểu. Mấy vị về gió cuộn 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 đó, lúc mà khi mà nhang khấn lên rồi nó tịch mịch mà nó yên lắm. Là mấy vị lúc đó đứng đầy ở ngoài sân Thiên Long Sơn hết. Còn mình người trần, mình mắt thịt không có nhìn thấy, không có nghe được, không có tiếp xúc được, thì mình tưởng đó là không có ai.
Gửi đồng đó mình không có kiểm soát được cái tâm của mình. Có những người bị bệnh cái bất á, gọi là bất bất Mỹ gọi là gì ta, bệnh tâm lý đó. Phải kiếm người nói, phải nhúc nhích mới chịu. Đó là một cái tâm bệnh đó. Thì cái giới 12 á, trị được cái đó, đó. Cho nên nếu mà trong buổi lễ mà long trọng vậy mà chỉ có một người mà có cái bệnh mà lắc lắc nhúc nhích hay là ngứa miệng á, tại vì không có, trừ khi nào lấy cái kẹp kẹp cái miệng thôi, chứ còn nếu không á, là họ cũng phải có cái này họ kia họ nói. Tại nó tự trong cái não mà không có control, không có điều khiển được, thì lúc đó nó sẽ làm hư cái buổi lễ á. Tại vì khi mấy vị có dặn kiệt hồi xưa giờ mười mấy năm nay ở trên Thiên Long Sơn, là khi cúng không có ai được đi vòng vòng trong đó, tại mấy vị đứng đầy hết. Mà cái áo mình á, cũng hôi nữa, huống chi là thân người của mình nó hôi. Huống chi nhiều lúc mình là cốt cốt con nhím nữa hay là con gì mình đầu thai cũng chừng. Tóm lại là chỉ có những đứa đệ tử hôm đó nó làm lo bữa lễ thì lo. Rồi có những cái mà đứa con họ Thiên á, sẽ bị chấp là sao? Là vì núi Thiên Long Sơn là một công viên nha. Có nhiều người ở xa vẫn chưa hiểu. Một bên thì mình thờ Phật, cha mẹ, điện Phật, điện Mẫu, điện Ngọc Hoàng, Thượng Đế. Rồi một bên á, thì mấy ông thần, có thờ thần Trận Đạo, Nguyễn Hồng Trực, Đức Lê Hồng Việt Đại Khái là những vị thần. Rồi có Vua Hùng Dương, Độ Cơ. Mấy vị này á, là phong tục của Việt Nam mình là cúng mặn. Rồi cái người ta nói, ồ anh tu hành đó, anh cúng mặn, cúng heo quay nữa. Tại vì mấy vị là phong tục của mình hồi xưa thì cúng chay. Mấy vị nói á, là phong tục làm sao thì giữ như vậy. Cho nên những đứa con họ Thiên á, không có hiểu thì kì không có muốn lên đây chụp hình mấy cái đó rồi này nọ, rồi cái sau này cái tâm không vững bị cộng sản hay là bị tình báo Hoa Nam nó dụ vào cái xuyên tạc, nó sẽ có chuyện đó. Nên Kiệt phải giới hạn, rồi để lúc đó đừng có giận nha. Còn có tuần nữa, bữa nay trên đó trồng bông. Sao vậy? Trời này đông quá, nãy giờ ngồi giùm re ta, ai cũng nghe chứ. Này làm cái clip. Làm cái clip bỏ lên mạng. Trời cái nón là ăn tiền quá ha. Cái này là Bắc Trung Nam. Thấy không? Màu vàng là da vàng, máu đỏ. Chứ không phải là bao que. Này Kiệt đang ngồi ở cái nhà của Kiệt. Nhà ngay Bụi Trúc. Tỷ phú mà ở nhà có chút xíu nha. Để được có cái giường với bàn thờ ở trỏng. Thường mấy tỷ phú ở nhà mấy chục triệu rồi không à. Nhà này bán 100.000 đô không ai mua. Nhà này ừ. Bán đi. Dễ bán Phật ở trỏng không á. Sao lại nói 100.000 đô không ai mua. Thì trong đó thờ cha thờ mẹ với Phật. Cha mẹ trỏng. Chỗ nào á, mình đi chỗ bất cứ nơi nào mà tới ở dưới núi nha, chạy vòng vòng bực bội, về đây cái nó khỏe, nó quên đi u sầu. Có nhiều người không hiểu lý do tại sao. Đơn giản tại vì nguyên cái Thiên Long Sơn là núi thánh, thánh địa, là phủ điển hết trơn à, điển điển mà của trên trời á, là hào quang không à, điển thanh không. Lên đây á, ai mà bệnh tâm thần hay là sắp sửa ly dị hay là sắp tự tử, cứ lên đây cái là yêu đời rồi. Nhờ ở đây mấy đệ tử đây nó trồng, nó biết sư phụ hay về đây ngồi nhập thất, trồng bông cũng đẹp. Ở trỏng á, mà mỗi lần á, mình mà ở trỏng một mình á không, mình lại sám hối, thì mấy chư thiên á, dùng cái sân này cũng lại theo. Đông lắm, vui lắm. Mỗi lần lại sám hối sân này là cả nghìn nghìn người không á, trên chư thiên trên trời á cũng lại ngay sân này. Còn mình thì trong mình lại thì họ cũng lại theo. Nên nhiều lúc
địa danh cũng đẹp. Đang mua liền. Đang mua về ở Rì Thai. Thôi. Sư phụ vừa nói mà. Nó yên tĩnh lắm. Trăm ngàn mà. Rất là yên tĩnh. Đây là vô trả giá. Góp nha. Trăm ngàn trả góp. Yên tâm hồn mấy cái hồ đây cho thật coi. Đây mùa này hồ đẹp. Đây là thành phố San Jose Silicon Valley. Tất cả những cái building ở ngoài đó đó là những công ty giống như Intel, Apple nằm dưới đó, Google, Yahoo, Cisco, Applied Materials, Lam Research, ASML, không thiếu nào hết. Thì nó gọi là Silicon Valley. Ở trước mặt Thiên Long Sơn có ba cái hồ, ở bên đó là một cái, thấy không? Rồi ngay đây một cái, ngay đây một cái hồ, rồi bên chỗ cái nhà bên kia, tuốt bên kia có một cái nữa, xa xa ngoài đó, nó qua con đường đó. Thì trước mặt Thiên Long Sơn có ba cái hồ. Mùa hè mà ở đây nóng 100 độ lên đây. Hello mấy cô tiên. Ai mà có duyên về Thiên Long Sơn thì không có hẹn nha. Gặp thì cứ gặp, chứ không có hẹn ai hết. Thì ở ngoài viện Mi Thao cũng là một cái chỗ để tu tập. Nhưng mà bữa giờ mình ở đó nhiều thì người ta biết giờ, biết nơi của Kiệt đi với đứng á. Nên lâu có Kiệt đổi tới đổi lui phải không? Đổi ở đây, ở Thiên Long Sơn, Cali, rồi viện Mi Thao, thay đổi vòng vòng vậy đó. Mình làm mấy clip này chỉ nói lên những lời thật, việc thật, chứ mình không có phải là muốn kéo số lượng đông hay là mình có danh có lợi trong này. Mình không có giống như những cái người khác, là vì họ có cái mục đích của họ. Còn này mục đích của Kiệt chỉ mong cuối cùng mọi người biết quay đầu lại với Phật, với Thượng Đế và nước Việt sớm trở lại bình an. Đức Quỳnh Phú Sổ sẽ xuất hiện. Kiệt là đệ tử của Ngài, nhiệm vụ Kiệt phải loan truyền, phải nói trước cho quý vị. Thì là sau này sẽ có một vị Phật trở lại với chúng ta, đó là Đức Quỳnh Phú Sổ. Đó là chủ yếu cái kênh này là vậy đó. Chứ chúng cho nên Kiệt không có cần nó phải làm chi cho nó gọi là
màu mè vậy chứ, một mình một cái điện thoại là xong. Có nhiều người nói sao anh không lập một cái ban làm cho nó đàng hoàng mấy cái clip này, rồi đi vòng vòng khắp các thành phố. Bây giờ trứng rồng còn chưa có nở nha quý vị, trứng rồng còn cà lăng à, không có muốn bị ung, chờ đi. Giờ rồng nở rồi muốn làm sao cũng được, còn bây giờ chỉ ngồi chờ thời. Nhiệm vụ phân nửa 50% xuống thế gian kỳ này là lập cái đạo của cha gia phó, rồi 50% còn lại là do lo cho nước Việt cường thịnh, là để mà tiến lên với năm châu bốn bể đó. Thì nửa đời nửa đạo mà, kính thiên mà. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hay nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh qua bao nhãn tiền, luân hồi vây cha truyền miên kiếp người đó. Này cái bài đó đó thì nó lên hết cuộc đời của kiếp, đó là cái bài kinh của Phật mẫu. Sau đó năm 2017 mẹ cho cái bài thứ hai để ra cái đạo kính thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời. Thiên tâm là này, ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra đó. Thì ở trong cái bài đó nói kiệt là như vậy, cái bài kính thiên cũng vậy. Cho nên từ đầu á, nhiều người nói anh ngã mạng ha, tự xưng hô kiểu nào họ cũng bị xuyên tạc hết. Kiệt không phải là cái tánh đó. Nếu Kiệt ngã mạng, quý vị một người tỷ phú mà bị chửi gần mười mấy năm nay chịu nổi không? Kiệt không có cái đó nữa nghe. Kiệt không có biết mắc cỡ là gì luôn á, câm điếc đuôi mà. Mà hai cái bài kính thiên khi đã ra đời treo lên tường thì nó là vậy, là vậy. Thì nếu ai ở gần thì sẽ hiểu, ở xa thì cứ nghe có một chút chút mà không có nghe hết thì cái ở đó mà chấp với Kiệt. Đừng chấp nữa nghe, mình hiền như cục đất. Ok, vậy là Phật đông người chào quá. Kiệt ngồi đây hôm nay thì Việt Nam mình không có tin tức gì nhiều, chỉ có là càng ngày kinh tế nó càng hẹp lại. Mục đích là giống như để cho mấy đại ca đầu hàng, để đưa Việt Kiều về thôi. Còn mấy đại ca mà cứ lì lợm cứng đầu hoài, nước Việt sẽ khổ hoài. Đừng có nghĩ ông Tony Blinken tức là về bển mở lên lãnh sự quán là ngon, không phải. Cái nhà sắp sập thì phải có bản vẽ mới, sắp sửa ra đời vậy đó. Cái nước Việt lúc nào cũng được các chư vị lo trước, che trước và dọn đường cho sẵn vậy đó. Cái thể chế khó mà giữ được, Bác Hồ á mình phải hỏa táng. Tại vì nếu mà mình giữ cái đó là bị Trung Cộng nó chấn mình á, nó ém cái nước mình ngóc đầu không nổi. Ai mà đi vô hang Lăng Bác một vòng thử rồi biết, thế nào cũng sẽ có chuyện, chuyện nhỏ chuyện lớn, lớn thì gặp chuyện lớn, nhỏ gặp chuyện nhỏ. Đây là Phật, thôi chào nha, hẹn cái clip kế tiếp, bye bye.